Em này là 30cc, nồng của nó là 37 ly. Nó vẫn sử dụng bình xăng qua AMG siêu tiết kiệm xăng. Đó, nồng 37 ly. Máy là siêu bự ha. Này là dành cho những cái anh chàng nào mà còn lực nè. À, mấy chú còn lực á chốt. Nhìn là biết gin nguyên con ha. Đầu bò gin, trắng cỏ gin. Rồi, máy cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ máy cắt cỏ Minh Kiệt rất là nhiều nghe cô chú. Cảm ơn cô chú đã đồng hành và ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Thì theo sự yêu cầu của mấy chú là lên những con máy lớn cho mấy chú nè. Đó, hôm ngày không có máy lớn cô chú ơi. Bữa nay về cũng được mấy em máy lớn nha, để dành cho mấy chú lựa nè. Và bên cạnh đó em cũng có những con máy siêu nhỏ gọn. À, và những con máy tầm trung dành cho những cô chú lớn tuổi các ha. Thì bên em là chuyên hàng Nhật Bản nghe cô chú. Đó, tất cả những con máy bên em là đều là hàng Nhật Bản nghe cô chú. À, những con máy là em đã tuyển những con máy đẹp để giao lưu với cô chú ha. Bên em là nói không với hàng gã gòi và hàng mà đã sửa sang làm lại tàu lao bác xế là bên em đặc biệt là không có nghe cô chú. Đó, thì hình thức bán máy bên cửa hàng em là em sẽ bao phí ship tận nhà cho cô chú. Tới nơi thì cô chú được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho shipper ha. Cô chú được quyền bắt shipper ngồi đó đợi cô chú khui thùng ra, đổ xăng vô, giật máy chạy, cảm nhận ngon lành rồi mới nhận hàng ha cô chú. Thì đặc biệt là bên cửa hàng em là không nhận cọc trước luôn, để cho cô chú có sự tin tưởng và đặt hàng bên cửa hàng em ha. Thì bên em bao phí ship. Em có tặng những món quà này cho cô chú nè. Đây, giới thiệu quà tặng luôn cô chú ơi. Đây, thì tặng cho cô chú một cái chắn cỏ nè. Khi cắt cỏ thì cái này nó bảo vệ cho cô chú không làm cho đất đá văng cho mình ha. Là một cái nè. Cái thứ hai là một sợi dây đeo. Đó, có móc bằng inox đàng hoàng ha. Và cái thứ ba là một cây lục giác nè cô chú. Cây lục giác để lắp tay lái, lắp cái đầu bò. Đó, cái thứ tư là một cây tiếp mở bugi để dành cho cô chú lắp lưỡi ha. Đây, để em lục ra. Đây, cây tiếp mở bugi này rất là quan trọng nghe cô chú. Cây này là lắp gáp lưỡi cắt được nè. Ở nhà cô chú không có cái đồ mà để lắp lưỡi cắt vô, thì đây là cái đồ để cho cô chú lắp lưỡi ha. Và đây là đồ mở bugi. Đầu này thì mình dặn ốc vít được ha cô chú. Đó, cô chú đi ra ruộng cầm cây này theo là ok nè. Muốn thay đổi lưỡi cắt hay là mở bugi đồ đi cây này ha. Rồi, bốn món này lúc nào cũng có kèm theo cho cô chú đàng hoàng. Và món thứ năm là một cái lưỡi cắt. Bên em thì có ba loại lưỡi cắt để cho cô chú lựa một cái để nhận quà tặng ha. Đây là lưỡi cắt dài chuyên cắt cỏ, rất là sắc bén, lưỡi xịn nghe cô chú. Còn đây là ổ dây cước nè, dành cho những cô chú lớn tuổi không dám cắt bằng cái lưỡi này thì lấy cái này nè ha cô chú. Đó, cắt bằng dây, khi gỡ đi thì em sẽ đầy dây em tặng ha. Và cái thứ ba là một cái lưỡi tròn Nhật Bản, lưỡi cũ ha cô chú. Nó sét nhưng mà xài còn rất là bén nè. Đó, thì ba cái này cô chú được quyền lựa một cái để nhận quà tặng ha. Thì ví dụ như cô chú lấy cái lưỡi dài đi, bỏ lại hai cái này cho em. Đó, và không lấy lưỡi dài thì lấy ổ cước. Còn cô chú mua một cái thì em tính thêm 50.000. Mua thêm một ổ cước nữa thì lấy tổng combo lưỡi này là thêm 100.000 cho em ha. Đó, em vẫn bao phí ship cho cô chú luôn, thêm 100.000. Rồi, thì em có bán cái đồ cắt lúa cho cô chú luôn. Đó, cái đồ này để cắt lúa nè, cắt cỏ cho trâu cho bò ăn ha. Chất liệu bằng kẽm. Em giao lưu giá 90.000, em bao phí ship kèm theo máy hay cô chú. Đó, cô chú có nuôi trâu nuôi bò thì chốt cái này ha. Cắt lúa. Rồi, thì em có bán cái đồ bơm nước để cho cô chú tưới gãy luôn. Đó, chất liệu làm bằng inox 304 hay cô chú. Rất là dày luôn nghe cô chú. Gỡ cái lưỡi cắt cỏ ra, gỡ con ốc ra, lắp cái này vô, nó có cái bát bắt đàng hoàng cho cô chú ha. Đó. Lên ống 27. Cái bơm nước này thì em giao lưu giá 150.000, em bao phí ship kèm theo máy nghe cô chú. Đó, 150.000. Rồi. Em có bán cái bơm nước luôn cô chú ơi. Ủa, cái chai nhớt em nói lộn. Chai nhớt, dầu nhớt, pha xăng.
thương hiệu là Mê Công Lút hai thì ha. Đó. Chuyên cho máy cắt cỏ nè, máy thổi lá, máy cưa. Can này là 1 lít. Đó, có cái cống lường cho cô chú nè. 1 lít xăng thì mình bóp lên 80 để mình lường vô 1 lít xăng nha cô chú. Đó. Dầu nhớt xịn sò ha, 100.000, em bao phí ship kèm theo máy luôn. Rồi, vô quán máy luôn cô chú ơi. Thì hôm nay là em lên lô Z cho cô chú ha. Hôm qua là lên lô V, bữa nay lên lô Z. Rồi hôm nay là ngày 22 á hiểu. Đúng rồi anh ạ. 22. Thì con máy đầu tiên là em lên là mang thương hiệu là Makita cô chú. Makita 20cc nòng 30 ly. Đó, mấy chú yêu cầu em lên máy nhỏ ha. Đó. Bên em bán máy là không em không nhận cọc trước nên em quay rất là gõ cho cô chú ha. Máy này là siêu nhỏ gọn nghe cô chú. Đó, nhưng mà đồ đạc còn bao gin ha. Đó, chuẩn ha. Đồ bò gin. Đồ bò gin, trắng cỏ gin, cần gin. Ra giữ nghe cô chú. Rồi tới nơi thì cô chú nhớ đổ xăng pha nhớt vô ha. Bên em khi vận chuyển thì em đổ đi, đổ ra hết rồi. Về nhớ là bơm xăng nè. Đổ xăng vô rồi bơm xăng lên. Đóng nè. Giật ha. Cực kỳ êm nghe cô chú. Nghe thương hiệu Makita nó đã nè cô chú. Đó, tắt ha. Đây, cô chú chỉ nắm kéo gịch nhẹ cái là nó chạy à. Đó, cô chú kéo chưa hết dây nữa là chạy rồi đó. Bao phê ha. Mấy chú lớn tuổi nè, mấy cô nữ nè, rất là thích hợp xài này ha. Nhà cỡ 5 công đất thì chốt con này nè cô chú. Đó, bao phê ha. Rồi, thì hôm nay là ký hiệu là Z nghe cô chú. Hôm nay Z ha. Đây, con số 1 là ký hiệu là Z1 nha cô chú. Đó, ký hiệu là Z1. Giao lưu với cô chú 1.2 triệu. Đó, 1.2 triệu. Nhớ ghi giùm em cái ngày 22 tháng 7 ha. Đó, ngày 22 tháng 7 Z1 giá 1.2 triệu. Đó, chỉ có 1.2 triệu. Em sẽ bao phí ship tận nhà cho cô chú. Cái bô còn trắng tinh luôn nha cô chú. Đó, đồ đạt là bao chuẩn nha. Bao phí ship nè, tặng đủ phụ kiện và bảo hành cho cô chú xài thoải mái luôn. Đó. Tại vì máy bên em là máy lựa nghe cô chú, nên em dám bảo hành. Còn mấy kênh khác em thấy máy của người ta là không dám bảo hành. Còn bên em là có bảo hành bình thường cho cô chú xài ha. Đó, nè, cô chú coi nè, máy tiễn máy lựa không nghe cô chú. Con thứ hai là mang thương hiệu là Magu Yangma. Con này là 20cc, nòng của nó là 30 ly. Con này là đẹp như Ngọc Trinh. Đó. Máy mà đẹp như Ngọc Trinh là cô chú biết rồi ha. Đây, ốc bình xăng nè, là còn 7 màu luôn. Này nhìn mấy ngóc trong máy nè. Đây, trong đây nè. Đó, 7 màu ha, lốc nè. Lốc bao sáng nè, bình xăng bao sáng nha. Đây. Đó, ốc 7 màu nghe cô chú. Con này quá đẹp cô chú ơi. Tùm gời ha. Đây. À, bên em bán là em quay từng chi tiết hết ha. Tay lái nè, đầu bò nè. Em này là nhìn hình như là bên Nhật nó mới xài 1-2 lần nè cô chú. Ốc còn 7 màu luôn nè. Đó, trắng cỏ ghim luôn nha. Đồ đạc bao chuẩn nha cô chú. Đó, em quay chậm chậm từng chi tiết cho cô chú xem kiểm tra đầy đủ ha. Đó, cô chú nhớ là tới nơi là mình xăng pha nhớt đổ vô ha. Bình xăng lớn nằm dưới, bình xăng con nằm trên. Nhớ là mình phải bóp vú nó. Bóp vú, đóng e, lên nhẹ miếng ga. Rồi mình giật một cái. Nè, giật một cái. Nè, đợi cho nó tắt một cái. Nè, cô chú nhớ là đẩy cái e này lên nè. Mình đóng rồi xong mình mở lên nghe cô chú. Nè, đẩy cái này lên là mở nè. Rồi giật một cái nữa là nổ luôn. Đó. Nghe cái tiếng này như mới mới luôn cô chú. Nó thì thầm nó đã nè.
bao khuê ha. Rồi tắt ha. Mấy con này nó nhạy dữ lắm cô chú ơi. Mấy con này là đầu vuông ha, đầu vuông, cái hành trình bê tông cao nè. Mấy con này chạy phê lắm. Cực kỳ em. Coi, con này là mã số 2 ha. À, tầm cao 4,5 kg, 4 kg tới 4,5 kg ha. À, mấy cô chú lớn tuổi là hôm nay là đúng bài luôn. À, cô chú nào thích mái ốc còn 7 màu chốt con này ha. Con này còn khá là đẹp nha cô chú. À, mái Nhật bãi mà còn đẹp long lanh vậy là cô chú kiếm là hơi hiếm á. Bên em là mái tiễn nha, mới có đó cô chú. Rồi, ký hiệu là Z2. Em này giao lưu với cô chú là 1,7 triệu luôn. Đó, chỉ 1,7 triệu cô chú chốt được con máy đẹp như máy thùng. 22 tháng 7, nhớ nhắn cho Zalo cho em. À, cô chú nào có xài bình xịt thuốc rồi đó, chốt con này đi tùm gời ha, đẹp long lanh nghe cô chú. Rồi kế tiếp là Z3 đến từ thương hiệu là Magu Yanma, cũng là Magu Yanma nhưng mà em này là công suất lớn hơn nghe cô chú. À, cũng hành trình bê tông cao ha. Em này cũng là đầu vuông đầu nhọn, hành trình bê tông cao. À, con này là ký hiệu đó là KC2003, cũng là Magu Yanma ha, nòng 32 ly, cũng sử dụng bình xăng Wamago siêu tiết kiệm xăng, lốc cũng có dập nổi, mách in da băng đàng hoàng. Đó, cũng là tum gời. Ở hổm gầy mấy chú là lựa tum gời quá trời luôn, không có, bữa nay em lựa quyết định là cố gắng lựa mấy con tum gời cho mấy chú nè. À, em này là ngoại hình cũng ok ha. Bên em bán không nhận cọc trước nên em quay rất là kỹ từng chi tiết ha, không giấu điểm nào cho anh cô chú. À, cô chú ví dụ như thích máy này đi, cứ xem thật là kỹ. Đầu bò chống quấn cỏ ha. À, chắn cỏ ghim. Nhìn nguyên con ha. Rồi test máy luôn. Siêu nhạy nghe cô chú. Nhớ là bóp vú nè, móc le lên ga, bóp vú xong móc le lên ga, rồi nắm dở lên là chạy thôi. Đó, đẩy e lên, nhớ là dựng cái đẩy cái e là mở e, dựng cái nữa ha. Đó, nồng 32 ly, chạy bao phê nghe cô chú. Bao phê nghe cô chú, 23cc nồng 32 ly ha. À, tắt ha. Cô chú nào có xài bình xịt thuốc mà cần ra thuốc mạnh thì chốt em này. Đó, nồng 32 ly. Mấy em này là siêu tiết kiệm xăng nghe cô chú. Thương hiệu là Magu Yanma, chính hãng hàng Nhật Bãi đàng hoàng ha. Đó, tới nơi thì cô chú cứ cho thợ kiểm tra đi tất cả những con máy em bán luôn. Nếu không phải hàng Nhật Bãi em tặng cho cô chú luôn. Đó, bao phí ship rồi tặng luôn, rồi tặng quà luôn. À, cô chú cứ cho thợ kiểm tra và kiểm tra máy luôn, nếu mà nói gã rồi tặng luôn đó. Và anh em bao hết nè cô chú. Rồi ký hiệu là Z3 giao lưu với cô chú là em này cũng giao lưu với cô chú 1,7 triệu đó. Con này còn đẹp, 22 tây tháng 7 đó. Con này ok ha, có trợ lực giật đàng hoàng nghe cô chú, dở lên chạy đó, tắt ha. À, có trợ lực đàng hoàng ha. Kế tiếp Z4 là đến từ thương hiệu cũng là Magu Yanma nhưng mà em này là siêu nhỏ gọn nghe cô chú, nồng 32 ly mà nó siêu gọn đó, cũng là hành trình bê tông cao nè, bồ sáng nè, sử dụng bình xăng Wamago siêu tiết kiệm xăng ha. Đó, Magu 2003 nghe cô chú, vẫn là tum gời nhưng mà em này là rất là nhỏ gọn luôn nghe cô chú, có một túm chút xíu à nhưng mà siêu mạnh á. Đó, mấy chú là gắn bình xịt thuốc mà cần máy nhỏ gọn để mình quải nhẹ là chốt em này ha. Nè, bồ cũng còn trắng tinh nghe cô chú, nhưng mà em này là được sử dụng là tay lái ngắn nè. Cô chú nào có chuyên cắt trong vườn trái cây hoặc là nhà cô chú có trồng cây ăn trái á, đây chốt con này nè, cầm trên đây ha. Nè, cầm gì quên, em có lắp thêm cái tay lái dài. Cô chú có xài trong vườn trái cây thì gỡ tay lái dài ra ha. Đây, Magu Yanma 2003 ha. Con này là còn siêu đẹp nghe cô chú.
đó, cũng là đầu bò chống quấn cỏ nè, cỏ Nhật cũng còn dính đây nè, đó đầu bò ghim nè, trắng cỏ ghim, đồ đạt chuẩn ghim hết nghe cô chú. Con này là được hai bộ tay lái luôn hen. À, cô chú có cần xài máy nhỏ gọn là chốt em này, nhưng mà siêu mạnh nha. Mấy chú lớn tuổi là thích hợp mấy em này ha. Nè. Nghe nó đã nè cô chú. Mấy em này là bao phê luôn. Ngay cái tay ga mình luôn, nắm rồi cô chú chỉ dở lên là chạy đó, lên ga chút xíu nghe cô chú. Nè em quên lên ga nè, mình giật mà khi mình giật mình phải lên tí ga. Bao phê tắt nè, mấy con này là siêu nhảy. Công tắc ngay tay ga luôn. Trước khi gửi đi là thợ em sẽ xúc bình xăng cân chỉnh đàng hoàng hết rồi mới gửi nha cô chú. Z4 em này giao lưu với cô chú cũng 1,7 triệu. Đó, nhớ ghi giùm em cái ngày 22 tây tháng 7. Rồi kế tiếp là Z5. Z5 cũng đến từ thương hiệu Magu Gen Ma. Bữa nay Magu quá trời Magu luôn. Đây em này sát lớn nghe, mấy chú nào hơi mạnh còn hơi lực ở chốt này, nhưng mà có trợ lực cho mấy chú luôn. Em này chắc cỡ khoảng 4,5 kg à mấy chú. Đó, sát lớn nha, nó cũng là Magu Dân Ma, nhưng mà em này được sử dụng ga bóp xịn trên tay lái nè, công tắc nằm trên đây luôn, trên bóp luôn đó. Em này ngoại hình cũng là bao đẹp nghe cô chú. Đây bình xăng từng con ốc đẹp luôn ha. À, lốc còn đẹp nè, bô còn sáng nè. Đây trong lốc máy có dập nổi mắt in da băng chính hãng hàng Nhật Bản đàng hoàng ha. Đây đẹp từng con ốc nè cô chú. Đó, có tem Lê Ma toàn cầu ha, siêu tiết kiệm xăng. Em này cũng nhỏ gọn nghe cô chú. Đó, 231 đầu bò chống quấn cỏ. Chăn cỏ thì cái nào bể thì em gắn cái mới em tặng, còn cái nào mà còn ghim em kiếm có đầu ghim thì em tặng đầu ghim cho cô chú ha, cái chăn cỏ. Rồi bóp vú, đóng e, bóp ga, giật một cái có trợ lực ha, bật e lên. Bao lực nghe cô chú, nghe cái tiếng đó nè, nồng 32 ly nhưng mà nó sát lớn nha. Trên bóp nè, nào, nắm dở lên, dở lên nha, nghe cái tiếng nó lực cực kỳ lực luôn. Rồi tắt nha. Đó, nhà cô chú có cỡ 20 công đất thì chốt em này. Rồi ký hiệu là Z5 giao lưu với cô chú là giảm cho cô chú 1,8 triệu. Đó, đúng ra là 2 triệu nhưng mà thôi em để 1,8 triệu nghe cô chú. Ngày 22 tháng 7. Đó, em này còn rất là đẹp nghe cô chú. Ngoại hình con này là đẹp long lanh luôn á. Đó, hàng bãi mà em tiễn không ha. Rồi kế tiếp là Z6. Z6 là đến từ thương hiệu là Kyuric Echo. Em này là ngoại hình nó hơi xấu nghe cô chú, nhưng mà nó cũng là siêu nhỏ gọn nè. Mấy chú lớn tuổi á, cắt cho trâu cho bò ăn không quan trọng cái vỏ bề ngoài thì chốt em này. Đó, em này là nồng 34 ly, sử dụng bình xăng 2 kim luôn ha. Đây đó, 242 ha. Đó, nồng 34 ly ha. À, con này cái công tắc nó nằm bên kia nhưng mà nó hư. À, ông thợ em sẽ chuyển công tắc về đây nè cô chú.
Này, công tắc nằm đây nè. Nó có được là hai bộ tay lái luôn, tay lái ngắn nè, ga giữ trên đây nè. Đó. Có lắp tay lái dài cho cô chú cắt ngoài ruộng. Đầu bò ghim, trắng cỏ ghim. Đó, ghim nguyên con ha. Đó, cô chú nào cắt cỏ ngoài ruộng cho trâu cho bò ăn không quan trọng cái vỏ thì chốt em này. Nắm vỏ lên. Ê, quên bóp vú cô chú ơi. Nhớ đè xuống bóp vú mới được nha. Đây. Nãy giờ em hướng dẫn quá trời mà tới em cũng quên. Bóp vú nè, cái le này mình móc lên là bật le, nắm vỏ lên cái. Đó, rồi xong hạ e xuống. Ma gu dân ma, ủa, kêu rít e chô đồng 34 he. Đó, con này có trợ lực giật cho mấy chú luôn. Nghe gà tì đã nè cô chú, nồng 34 ly ha. 242 nồng 34 ly. Bao phê. Đó, tắt nè cô chú. Đó, em này có trợ lực giật cho mấy chú luôn. Đó, nắm dở lên là chạy ha. Trời. Z5. Đó, thường thường là mấy cái vỏ đẹp là mấy em này là trên 2 triệu không mấy chú. Nhưng mà vỏ hơi xấu xíu là em sẽ giảm. Đó, nồng 34 ly ha. Đây. Dép. Dép mấy anh Hiếu? 6. Dép 6. Giao lưu với cô chú 1 triệu 6. Đó. Vỏ hơi xấu xíu là em giảm cho cô chú ha. Ngày 22 tháng 7. Đó, cô chú không quan trọng cái vỏ, chốt em này. Dép 6 giá 1 triệu 6. Em bao phí ship tận nhà, tặng đủ phụ kiện cho cô chú. Rồi, kế tiếp là thương hiệu Makita. Đó, Makita mà mấy ông thợ em ông rửa bằng dầu á, cái tem nè. Vai mạo chân à, còn chữ Makita dưới này cô chú. Makita 262. Đó, 26cc lòng 34 ly. À, được sử dụng chụp giật lớn nha. À, trợ lực nghe cô chú, chỉ nắm dở nhẹ lên là chạy đó. Mấy em bé 5 tuổi giật chạy đó. Đây. Đồ đạc là chuẩn ha. Đây. Đó. Bên em là quay chi tiết lắm cô chú ơi, không giấu điểm nào ha. Đồ đạc chuẩn. Con này là được sử dụng le đỏ tự động luôn. Bình xăng Wamago siêu tiết kiệm xăng, lòng 34 ly. Em này cũng được sử dụng hai bộ tay lái, nhưng mà bộ tay lái ngắn hơn thợ em gỡ ra. Bây giờ còn tay lái, còn cái ga giữ ở đây nè. Em có lắp thêm tay lái dài nè. Cô chú muốn sử dụng tay lái như thế nào thì em làm theo yêu cầu cho mấy chú ha. Rồi, đầu bò. Đó, đầu bò chống quấn cỏ nhưng cái chụp này bị bể rồi. Khi gửi đi thì thợ em sẽ lắp cái chống quấn cỏ khác lại cho mấy chú ha. Đó, trắng cỏ ghim. Cái này ghim nghe cô chú. Đầu bò ghim ha, nhìn là biết hàng Nhật bãi liền ha. Đó, ngoại hình em này cũng còn đẹp nghe cô chú. Nhưng mà có cái tem hơi xấu xấu em cũng giảm cho mấy chú luôn. Đó, mấy chú không quan trọng mấy cái tem rồi nè. Chốt mấy em hơi xấu xấu này một tí nó rẻ ha. Bóp vú. Nè, bấm cái le vô. Bóp vú, bấm le, nắm dở lên. Lên miếng ga nghe cô chú. Đó. 26cc, lòng 34 ly, thương hiệu Makita nghe cô chú. Đó, cô chú nào có xài máy phan pin nè, máy cưa cây, máy bào rồi đó. Đó, thương hiệu Makita ha. Đó, siêu tiết kiệm xăng nghe cô chú, nồng 34 ly ha. Rồi, tắt nha. Mấy em này đã lắm cô chú ơi. Đó, siêu nhỏ gọn, có trợ lực ha. Mấy chú lớn tuổi bữa nay là đã lựa đã luôn. Rồi, Z7. Giao lưu với cô chú là em này thường là cũng từ 2 triệu trở lên nha. Bây giờ vỏ hơi xấu, giảm cho cô chú còn 1,7 triệu. Đó. Nói chung là vỏ đẹp một xíu là có giá khác, còn vỏ hơi xấu là em giảm rẻ bằng giá sỉ luôn á cô chú. Con này là bằng giá sỉ luôn. Rồi, kế tiếp là Z8 đến từ thương hiệu Robin. Đó, bữa nay được em Robin nồng 34 ha. Mấy chú có cần xài Robin nồng 34, máy đẹp thì chốt em này.
Đây, Made in Japan. Con này là 25cc, 2255, nồng của nó là 34. Này là chính hãng của người Nhật sản xuất cho người Nhật xài nghe cô chú. Đó, thương hiệu Robin thì chắc mấy chú ai cũng biết thương hiệu này ha. Thương hiệu là nổi tiếng. Đó, nhưng mà siêu nhỏ gọn nè. Đây, đồ đạc là bao đẹp ha. Con này còn rất là đẹp nghe cô chú. À, không ai mà quay gõ soi từng chi tiết như em chứ. À, tay lái ghim, cần ghim. Đó. Đầu bò ghim. Đầu bò chống quấn cỏ ha, chắn cỏ ghim. Ghim nguyên con. Bên em là soi từng chi tiết. Tại bên em không nhận cọc trước nè. Nên là rất là kỹ cho mấy chú. Bóp vú, móc le, giật cái. Có trả lời nha. Robin nồng 34 ha, bao đã. Nhà cô chú nuôi chừng 30-40 bò, 30-40 con đất thì chốt với em này ha. Bao phê ha, nghe tiếng nó đã. À, đất nè. Mấy em này trợ lực nghe cô chú. Cái nào cũng có trợ lực hết trơn á. Nắm dở lên là chạy à. Mấy em này là mấy chú lớn tuổi là dẫn chốt bình thường, mấy cô nữ chạy bình thường ha. Nó nắm dở lên là chạy thôi, nó cũng nhẹ, nó tầm khoảng 4kg à. Nó nồng 34 khoảng 4kg à. Rồi, Z8. Giao lưu với cô chú, đúng ra là em này 2 triệu nhưng mà giao lưu với cô chú 1 triệu 9 thôi. Vẫn máy, vẫn đẹp nhưng mà vẫn giảm giá cho cô chú ha. Z8 giá 1 triệu 9. Rồi, Z9. Z9 là đến từ thương hiệu là Maguyama. Em này là 26cc, lòng của nó là 34 ly. Em này được sử dụng là trợ lực, nhưng mà trợ lực ngược, kéo ga buông lại là chạy đó cô chú. Mấy con này là em phái lắm. Giờ lên ga nè, giật trước một cái đi giới thiệu sao. Mấy em này đã. Mấy em này em mê nó lắm. Bao phê. Chuyện mới vừa đó. Rồi tắt nè. Mấy em này nè, cô chú giật bằng ngón tay út nè. Giật ngón tay út nè, kéo ra, buông lại. Đó là chạy ha. Tắt nè. Rồi nè, móc giật bằng ngón tay út thôi. Móc ra nè, kéo ra, buông lại. Đó, trở lực ngược nghe cô chú. Rồi, giờ vô giới thiệu máy. Đó, mấy con này mê lắm. Đây, bình xăng qua mờ gồ siêu tiết kiệm xăng ha. À, lóc sáng gật luôn. Có dập nổi Made in Japan. À, đồ đạt chuẩn mà em này có bị lỗi điểm nghe cô chú. Xíu nữa đây em giới thiệu cái điểm lỗi cho cô chú coi. À, em không nói điểm lỗi thì cô chú không biết đâu. Tại bên em không nhận cọc trước nên quay rất là kỹ cho mấy chú. Nè, tay lái ghim nè, cần ghim nè, ga giữ ghim nè. À, đầu bò lớn chống quấn cỏ luôn nghe cô chú. Đầu bò này đầu bò lớn nha. À, bằng nhôm nhìn là biết đầu bò lật kìa ha. Đây giới thiệu cái chỗ lỗi luôn. Bô thì còn sáng nhưng mà bị lỗi chỗ này nè cô chú. Cái dàn áo nó bị gãy cái cọng mũ ngay đây nè. Đó. Mấy chú nào không quan trọng ngoại hình, chốt em này đi. Cái vỏ nha. Cái vỏ thôi nghe cô chú, cái vỏ lỗi thôi. Còn nhiêu là không bao giờ lỗi điểm nào nữa. Ghim ha. Rồi. Z9. Đó, cô chú thấy thường thường làm lên 2.3, 2.4 không thấy không? Z9. Em này lỗi giảm cho cô chú bằng nồng 32 thôi. Còn 1.7. Đó. Lỗi một miếng cái dàn áo thôi nghe cô chú. Đó, cô chú không quan trọng cái ngoại hình thì chốt em này nồng 34 ly, trợ lực ngược. Rồi, Z10. Z10 đến từ thương hiệu là Mitsubishi. Bữa nay được mấy em Mitsubishi ha. Đó, cô chú nào có đam mê dòng Mitsubishi thì hôm nay có máy đẹp cho mấy chú nè. Tên là 23, lòng 32 ly. Đó, ngoại hình của nó là siêu nhỏ gọn nha. Nè, bình xăng 2 kim, lốc còn đẹp, bô bao sáng luôn. Sáng chói luôn.
nhưng cái vỏ nó hơi xấu nè, nè cái vỏ nó lên móc nè. Đây tiền là 23 số sẽ ghi gõ nét hết nè. Đó, nó hơi dơ nghe cô chú, ngoại hình hơi dơ, đồ ở trong là bao sáng. Đó, cô chú nào có đam mê dòng Mitsubishi là chốt hai em bữa nay. Đây ga giữ, đó, tay lái ngắn, à, đầu bò ghim, trắng cỏ ghim, con này cũng ghim nguyên con ha, cũng được hai bộ tay lái ngắn, à, bộ tay lái cắt trong vườn trái cây hoặc là bơm nước, lắp thêm bộ tay lái dài cho cô chú cắt ngoài ruộng, à, cái vỏ hơi xấu một xíu, còn chất máy thì bao sáng, móc le, bóp vú, lên nhẹ miếng ga, dò giật. Này là bao nhảy đó nè. Máy thì cô chú cứ an tâm đi, cứ an tâm ha, nhìn là biết rồi ha. Rồi Z10 giao lưu với cô chú là giá là cái vỏ nó hơi móc móc, giảm cho cô chú còn 1,7 triệu đó, giảm còn 1,7 triệu ha, Z10. Rồi kế tiếp là Z11 đến từ thương hiệu cũng là Mitsubishi. Hôm nay được một em TL261, đó, dòng máy mà mấy cô chú là đam mê nhất đó. Đây bình xăng nó đây, bình xăng hai kim ốc nè, đó, còn 7 màu ha. Đây bô còn bao sáng, lốc còn bao sáng. Đây em này ngoại hình là bao đẹp, à, đế bình xăng của chú coi nè, đó, còn 7 màu luôn ha, lốc máy có dập nổi nè, đó, gõ nét ha. Nói chung là máy bên em làm bao ha. Đây đó, số sơ ghi gõ nét ha, tên là 261. Con này chắc cũng lỗi bình xăng ngay đây rồi cô chú ơi, nè, em mới phát hiện nè. Bình xăng này là em phải thay bình xăng ghim vô mới được nè, bình xăng là phải thay nghe cô chú, bình xăng xịn đàng hoàng nghe cô chú. Đây cô chú nhìn cái đầu ghim của nó bao đẹp luôn, ghim nguyên con nghe cô chú, con này là ghim nguyên con nè, nhìn nè, đẹp từng chi tiết luôn. Đầu bò nè cô chú, nhìn cái đầu bò của tên là 261 nè, con này là bao đẹp luôn, đẹp phải nói là từ đầu tới đuôi. Em này có hơi chốc nước sơn nhẹ một tí đây ha, đó, bằng nhôm mà chốc nước sơn thì không có ảnh hưởng gì ha. Còn bình xăng này em thay bình xăng xịn cho cô chú cứ an tâm, quên bóp vú. Làm gì làm nhớ bóp vú cái nghe, bóp vú móc le giật cái. Chú nào có thích tiền là 261 chốt liền em này đi. Z11. Cô chú nào có đam mê tiền là 261 chốt em này đi. Z11 nghe cô chú. Giao lưu với cô chú. Giảm tính là 2,8 triệu nhưng mà thấy bình xăng lỗi thôi em giảm còn 2,7 triệu. Nhưng mà vẫn thay bình xăng khác cho cô chú nha. Thay bình xăng xịn đàng hoàng. Cái này nó dính cái gì vàng vàng chứ không phải nó sét nghe cô chú. Còn nhôm không bao giờ sét được. Ngày 22 tháng 7 nhớ nhắn qua giùm em vậy nha.
À, cô chú nào có đam mê tên là 261 chốt liền em này cho em. Bao đẹp, bao sáng. Rồi, Z10. Hey. Z12 là đến từ thương hiệu Makita, máy 4 thì, con này là còn siêu đẹp. Đó. Dành cho những cô chú lớn tuổi chưa từng sử dụng máy cắt cỏ, chưa biết cách pha xăng pha nhớt thì chốt em này. Con này là xăng riêng, nhớt riêng, mua xăng xe máy về đổ vô là chạy đó cô chú. Đó, cô chú nào chưa từng sử dụng máy cắt cỏ hoặc là hay quên cách pha xăng thì chốt em này liền cho em. Nòng 34 ly, thương hiệu Makita, chính hãng hàng Nhật Bản ha. Đó, con này còn rất là đẹp nghe cô chú. À, tem bình xăng còn thì cô chú biết là nó chưa sử dụng nhiều, có sử dụng nhiều là nó gắt nó đứt này bằng giấy mà. À, con này thì cái tay lái về nó bị gãy rồi cô chú ơi, em phải gắn thêm cho cô chú cái tay lái mới nè. Ga thì vẫn còn ga ghim nhưng mà tay lái này gãy. Đó, cô chú muốn xài tay lái tay ga như thế nào cứ báo em lên cho ha. Đây, đầu bò là đầu bò chống quấn cỏ ha. Đó, chắn cỏ ghim. Đồ đạt chuẩn ha. Đây nghe bốn thì nó chạy thì thầm nó đã nè cô chú. Đó, cô chú nào không thích sự thì thầm, không thích thích thì thầm thì chốt con này, nó lộn. Thích thì thầm thì chốt em này. Nè. Có trợ lực giật cho cô chú luôn. Máy bốn thì ít có khi nào được trợ lực lắm, con này có trợ lực luôn. Nghe nó đã nè. Phê gì đâu á. Nghe nó đã nè, nghe tiếng như tiếng máy mới luôn. Rồi, tắt nè. Đó, cô chú nào thích chốt liền đi cô chú. Điện chậm chậm ta chốt ổn á. Con này là bao im đó. Rồi, Z12. Nhớ xài tay lái như thế nào cứ báo em ha. Giao lưu với cô chú là 2.3 triệu. Đó. Khung sau này là máy giữ không nghe cô chú. Kế tiếp là Magu Yanma 30cc. Em này là 30cc, nòng của nó là 37 ly. Đó, Magu 30. Hổng có cái anh nào anh dặn em Magu 30 nè. Hổng em ghi vô miếng giấy rồi em bỏ mất tiêu rồi. Hôm nay anh có xem được cái này là chốt liền nha. Đó, ảnh có xài rồi, ảnh mê dữ lắm, mê luôn. Nó vẫn sử dụng bình xăng qua MG siêu tiết kiệm xăng. Đó, nòng 37 ly. Máy là siêu bự ha. Này là dành cho những cái anh chàng nào mà còn lực nè. À, mấy chú còn lực á chốt. Mấy anh chàng lực ha chốt này ha, nó bự. Đầu đạt là chuẩn ha. Đó. Đây, lái ghiên càng ghiên. Đây, nhìn là biết ghiên nguyên con ha. 30cc. Đầu bò ghiên, trắng cỏ ghiên. Có trợ lực luôn ha. Máy lớn có trợ lực cho mấy chú. Mấy chú nào còn lực hả chốt em này ha. Lực dữ lắm lực. Và mấy anh nào có chăm con đất thì chốt em này nè. Chăm con đất ra luôn, chăm con bò chốt luôn. Máy lớn chạy có khác nè. À, tắt ra. À, công tắc nằm trên tay lái này luôn nè. À, máy lớn mà coi em giật nè. Nắm dĩ dở lên thôi. À, nhật nó thiết kế thì cô chú cứ an tâm đi. Đó, nhà cô chú nào mà 100 con đất thì chốt em này. Rồi, Z13. Z13. Giao lưu với cô chú là 2.8 triệu. Đó. Rồi, Z14. Z14 là đến từ thương hiệu Robin. Đó, bữa nay hàng dữ không nghe cô chú. Robin NB321.
thương hiệu Robin. Nồng của nó là 38 ly nghe cô chú. Con kia là 37, con này là 38 ly ha. Đây, trà bá lửa luôn. Đó, mấy chú nào còn lật thả chốt em này nha. Này hơi nặng à. Đó, thương hiệu Robin. Đồ nó bằng nhôm không cô chú, nó dày dữ lắm dày. Này số xe ghi nó nằm đây nè. Mấy con này đã thiệt. Nhà cô chú có 100 con đất thả chốt này ha. Mấy nhà ít đất mà chốt mấy em này phí lắm. Cái này là ga bóp này, ga còi ga bóp xe đạp này là ghim theo máy luôn nghe cô chú. Ghim theo máy, hàng này là cũng là hàng bãi luôn á. Đây, Robin. Đây có chữ gia bằng ở đây nữa nè cô chú. Nó nhìn là biết hàng Nhật bãi ha. Đây, đầu bò trà bá lửa luôn. Đó, trắng cỏ ghim. Con này cũng vẫn còn đẹp lắm nghe cô chú, ghim từ đầu tới đuôi. Bao ghim 100% ha. Bật e, bóp vú. Dừng cái. Nghe máy lớn nó chạy nè cô chú. Máy lớn nó chạy khác ha. Công đất là lên là chốt mấy em này nè, nó gọn dữ lắm cô chú, nó nằm nó gọn dữ lắm, gọn luôn. Đã thì tắt này, công tắc nằm phía sau này nè. Mấy con này nhẹ giật chứ không nặng, nhưng mấy chú nó để trên đây mà em chỉ ghi lên cái là chạy đó. Cô chú nào thích máy lớn thì hôm nay có rất là nhiều máy lớn nha. Này, nhìn mấy cái này là mình biết máy còn mới ken sao ben ha. Này, nhìn mấy cái này nè, nó có cái bao da đồ đã đó ha. Cần nè, con này còn đẹp lắm nghe cô chú, từng con ốc luôn ha. Rồi Z14 em này đúng ra là 3 triệu, nhưng mà em để cho cô chú 2.9 triệu thôi. 2.9 triệu ngày 22 tháng 7. Rồi thì cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú đã theo dõi hết clip của em hàng ngày nghe cô chú. Thì em đang chuẩn bị là thành lập thêm một kênh hướng dẫn về sử dụng hoặc là sửa chữa máy cắt cỏ tại nhà cho cô chú đó. Tất cả những con máy em bán em đều có lên clip em hướng dẫn cách xuất bình xăng con nè, cách làm đầu bò, cách làm tay lái. Tất cả thợ em sẽ hướng dẫn cho cô chú một kênh là hàng Nhật Bãi Minh Kiệt nữa nghe cô chú. Em sẽ đăng lên một kênh đó nhằm là hướng dẫn cho cô chú tại nhà, không phải mất phí cho cô chú đi thợ nha. Rồi, thì địa chỉ cửa hàng em là tại chợ Minh Thuận, huyện U Minh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai nha.